Nghe tin chị Cát Tiên có khai trương quán ăn mới nên mình đã ghé thăm và review cho mọi người xem thử nha. Mới bước vào quán thì mình sẽ thấy ngay quầy chè cũng như là quầy nước, và kế bên mình sẽ thấy nguyên một cái tủ kem gồm 6 hương vị khác nhau. Mặc dù hôm qua khai trương mưa rất là lớn nhưng mà mọi người vẫn đến ủng hộ và ghé thăm rất là đông đúc. Ở đây sẽ có một quầy cho chị Cát Tiên trộn bánh tráng cho mọi người ăn tại chỗ. Đi sâu xuống bên trong sẽ là những cái gian hàng để những cái món đồ ăn sẵn giống như đóng hộp. Ngoài ra còn có cả là bánh tráng khác nha, được đóng bịch sẵn như thế này. Đồ đóng hộp thì có đầy đủ mặn ngọt, ngoài ra có mứt và bánh kẹo nữa. Nói chung cùng là sẽ phục vụ đồ nướng, chiên cũng như là các loại gỏi khác nhau. Bên trong này treo rất là nhiều đèn nên thành ra rất là sáng, nhưng mà ngay cái khúc bên ngoài, ngay chỗ quầy chè thì hơi tối. Lúc này là chị Thi đang đi từng bàn để hỏi thăm cũng như trò chuyện với mọi người, rất là dễ thương. Và quay trở lại chủ đề chính thì mình sẽ review dàn đồ ăn hôm nay. Tổng thiệt hại hết là 360 cành. Đầu tiên mình sẽ thử nem lụi và nem nướng phô mai. Nem nướng phô mai là 25 cành một cây, theo mình ăn thì vị hơi lạc. Còn nem lụi thì làm 65 cành một phần 10 cây. Phần nem lụi thì mình thấy đi kèm với dưa leo và xoài, ướt rất là đậm vị và đây cũng là món mình thích nhất. Tiếp theo sẽ là gỏi ché 60 cành một phần. Ché với thịt thì cũng rất là nhiều nhưng mà mình thấy là ướp khá là mặn. Không có chén và dĩ đi kèm mình ăn khá là bất tiện. Và món cuối cùng là chân gà rút xương xả tắc 120 cành một phần. Chân gà giòn dai chấm cùng với muối ớt xanh rất là bắt miệng luôn. Trà sữa thì mình không nhớ là 25 hay 30 cành gì đó. Uống thì cũng được nhưng mình thấy topping khá là ít. Cuối cùng là một phần bánh tráng trộn cát thì 30 cành mang về. Chúng ta có một bịch xoài rau ram, hai trứng cút và một trứng gà, một cái bao tay và một đôi đũa, một bịch nước sa tế và một bịch nước tắc. Và đây là bánh tráng bao gồm nhân bên trong. Mình sẽ bỏ toàn bộ nguyên liệu và mình sẽ trộn lên bằng bao tay. Hồi xưa thì mình cũng ra ăn bánh tráng cát thì bán đợt trước rồi, nhưng mà lần này thì mình ăn theo mình cảm nhận thì nó nhiều hơn, kể cả bánh lẫn cả phần nhân. Còn về độ ngon nhở thì tùy theo cảm nhận của mọi người thôi, cái này mình không biết được. Vậy là hết rồi đó, cảm ơn mọi người đã xem này, hẹn mọi người clip sau nha, bye bye.